Chào các bạn nhá. Chào các bạn quay trở lại video của mình đây. Video này mình lại tiếp tục đi luộc ốc, đi bắt ốc các bạn nhé. Đi bắt về làm một món ốc xào ăn cho đá các bạn nhé. Sau đây mời các bạn theo mình bắt ốc các bạn ạ. Đây ốc đấy các bạn nhé. Ốc này hơi nhỏ các bạn ạ, không được to cho lắm. Đây các bạn, hồi nãy mình đi nhặt rồi. Mới đầu mùa mưa nên là vẫn chưa có ốc nhiều các bạn ạ. Nên là mình nhặt được bà này các bạn, khá là ít rồi các bạn nhá. Nên là mình sẽ bắt đầu làm một món ốc xào xả. Ốc xào xả ăn cho đá các bạn nhá. Đây các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu rửa sạch, mình sẽ bắt đầu làm các bạn nhá. Đây các bạn, mình đã rửa sạch ốc của mình rồi các bạn nhá. Đây, mình rửa rất là sạch các bạn ạ, nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu mang lên xào xả ăn, cùng mời các bạn cùng ăn nha các bạn nhé. Đây các bạn, mình đã chuẩn bị một đít xả đây rồi các bạn nhé. Mình sẽ giật nát lên rồi mình sẽ xào chung ốc của mình các bạn ạ. Bắt đầu chuẩn bị nồi mình xào lên nhé bạn nhá. Thơm quá các bạn ạ. Thơm thế này chắc ăn nguyên vỏ luôn đấy các bạn ạ. Khỏi cần nhả vỏ luôn. Đây các bạn nhá, mình sẽ cho xả vào các bạn nhá. Cho xả vào nó càng thơm hơn các bạn ạ. Thơm phết đấy các bạn ạ. Có ít nước vào đây nó mới thấm hơn. Thơm quá các bạn ơi. Mùi rất thèm rồi các bạn. Đây ra ăn nha các bạn nha. Ôi giời, đá quá các bạn ơi. Rất dài nha. Xin mời các bạn nhé. Thơm quá các bạn. Đấy các bạn, xin mời các bạn nhé. Lần đầu tiên mình
Xào ốc với sả các bạn ạ, nên là mình chưa thử lần nào luôn các bạn ạ, nhưng mà mình ngửi thấy rất là thơm luôn. Xin mời các bạn cùng mình thưởng thức cùng mình các bạn nhá. Đây. Mình cảm nhận cực kỳ là ngon luôn này các bạn. Khá là thơm luôn nhé. Xin mời cả nhà nhé. Ngon quá. Mời cả nhà cùng mình thưởng thức một cái các bạn nhá. Rất là ngon đó các bạn nhá. Chắc nhiều bạn nữa ăn thì nhiều bạn cũng biết là ngon thế nào rồi các bạn ạ. Những bạn chưa ăn thì nên thử các bạn nhé. Cực kỳ là ngon thật các bạn nhé. Ngon quá các bạn. Đây, mời nhá. Tuyệt vời luôn. Làm thêm chén nước xả các bạn nhá. Hơi đắng nhưng mà rất là ngon. À, hồi nãy mình quên bỏ một tí ớt rồi các bạn ạ. Thêm một chút ớt vào nữa chắc là càng ngon hơn này các bạn. Càng thú vị này, nhưng mà do là mình vội quá các bạn nên là mình quên 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 bỏ ớt luôn này các bạn ạ. Bữa sau mình nhớ là mình sẽ làm một video, mình sẽ làm thêm ớt thêm ngon tới cỡ nào các bạn nhé. Mời nhá. Trời khá là tối rồi các bạn nên là có gì không thấy thì các bạn thông cảm cho mình nhá. Đây, rất là ngon các bạn. Quá đá luôn. Bạn nào muốn nhậu thì cứ giao lưu với mình nhá các bạn nhá. Anh muốn nhậu thì cứ giao lưu với mình nhá. Giao lưu mình xin ghé lại nha các bạn nhá. Mình rất là muốn nhậu đấy các bạn ạ. Bạn nào muốn nhậu thì giao lưu với mình nhá. Đây. Mời cả nhà nhá. Vừa ngon, vừa giòn, vừa thơm, vừa đá các bạn ạ. Mời cả nhà nhá. Không thể che đâu được các bạn. Lần đầu tiên ăn mà ngon thế này luôn các bạn. Ăn lần này xong chắc lần sau mình còn đi bắt thêm này các bạn. Vì ngon quá mà các bạn ơi. Mùa này vẫn chưa tới mùa có nhiều như mùa khác các bạn ạ. Vì mới mưa mà các bạn.
quấn thêm miếng nước. Nhốt xả đây các bạn ơi, mời các bạn nào. Ây dồi, tuyệt vời. Ông mặt trời đây. Bỏ muối hơi nhiều nên là hơi bị đắng. Mà ngon tuyệt vời luôn rồi. Thêm nữa này các bạn. Mời cả nhà nhá. Quá chết nữa các bạn. Mời các bạn nha. Ngon quá các bạn ơi. Mời nha. Đá cực kỳ luôn các bạn ạ. Vâng các bạn ạ, trời thì cũng khá là tối rồi các bạn ạ, nên là video của mình thì cũng xin phép dừng thôi các bạn ạ. Vâng, sau đây thì chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của mình. Xin chào các bạn.